Xin chào anh em, Rider sai chia bị xì dầu. Thì đây, xì dầu thì mình phải thay cụm ben. Thì khi mà xì dầu như vậy á, thì mình phải tháo toàn bộ cụm trên này, cụm heo dầu này ha, tháo bê tông ra luôn để thay dầu. Thì cách tháo bê tông như thế nào, anh em ở nhà mà lấy cái máy hơi mà 30-40 kg thổi á, không bao giờ mà đẩy được cái bê tông này ra anh em ha. Bắt buộc anh em phải đẩy bằng khuy lực đó. Thì đẩy bằng khuy lực lần ha, là anh em kê một cái vật cản đây ha, đó, bóp từng bê tông ra một, đó, bóp đều ra như vậy. Thì khi mà anh em bóp ra như vậy á, thì nó ra mới nổi. Chứ còn anh em mà mở cái dây dầu này ra rồi mà thổi vô đây á, mình hứa với anh em luôn á, máy 30-40 kg thổi cũng không ra nổi ha. Anh em lưu ý chỗ đó để mà tháo cho dễ dàng nha. Rất là nhiều người mà tháo không được cái này, rồi dùng hàn, rồi dùng, nói chung là dùng đủ thứ kiểu á, chắc chắn không bao giờ ra được đâu. Chỉ có dùng thủy lực thôi, thủy lực thì mới đủ sức để anh em tháo được ra ha. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cho anh em coi con này là bùn cỡ nào nha. Đối với heo raider anh em ha, anh em lưu ý á, là dùng mấy cái đánh cước cái này, phải dùng cái mũi cạo á, anh em cạo kỹ ở trong bốn cái rãnh trong này. Anh em mà không cạo ra thì chạy được 1-2 tuần nó kẹt tiếp như bình thường á. Tại vì mấy cái rãnh này nó bị oxy hóa rất là dơ luôn. Không phải là dơ bình thường, anh em có thể nhìn á, nó dơ khủng khiếp luôn á. Anh em phải cạo thật kỹ thật sạch, còn không cạo là thôi đừng có tháo ra làm gì bất công ha. Cạo ra, tháo ra là cần nhất là vệ sinh cái này. Anh em có thể lấy mũi vít nhọn như vậy này ha, bỏ vô cạo. Đó, cạo vậy này. Đó, anh em cạo kỹ, càng kỹ càng tốt. Nếu mà ở nhà tự làm cho heo nhà thì thật kỹ nha ha. Vậy thì đêm ok. Thì sau khi mình cạo một lúc anh em nhìn thấy này, nó ra mà phải nói khủng khiếp luôn á. Cái lượng, anh em thấy cái lượng mà oxy hóa chưa, nó là giả man luôn. Thì như vậy thì hỏi làm sao mà không kẹt bố, không kẹt heo được. Đó là lý do mà anh em chạy xe mà hay bị kẹt anh em ha. Rồi sau khi như vậy xong á, thì vệ sinh sạch sẽ cái đống này. Anh em có thể là dùng nước rửa chén, có thể là dùng xà bông, nói chung dùng tất cả đặt gì được, rửa sao cho kỹ càng sạch sẽ là được. Rồi cái ben nếu mà ở trên một cục ben nó bị xì dầu á, thì anh em đặt mua này ha. Này gọi là cúp ben, cúp ben anh em mua của hãng nha, thay vô là xong là ok, như heo mới, nó sẽ như heo mới, không khác gì heo mới nữa nha ha. Xong xuôi nha má, sau khi vệ sinh xong thì sấy khô, anh em lưu ý về sấy khô nha, hoặc là có nắng thì phơi nắng cho khô, mục đích là để cho dầu với là nước nó không bị dính như nhau, dầu với nước nó kỵ nhau lắm nha, nên là anh em cố gắng làm cho nó khô, càng tốt anh em ha.